vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Ngày hôm nay quý vị đang chờ đợi xem Quý Linh và Cát Tường sẽ mai mối thế nào, cuộc trò chuyện thế nào và hai nút bấm có được hoạt động hay không. Và quý vị nên nhớ là những ai mà còn đang ê sắc ế thì hãy nhanh tay đăng ký vào fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò và nhớ gửi kèm theo giấy chứng nhận độc thân. Những ai hồ sơ đầy đủ nhất thì sẽ được chúng tôi ưu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay xem họ như thế nào. Hả màn. Thì em cũng quen cũng vài người, nhưng mà có một bạn gái. Em không thích là bạn trai lùn, bụng phệ, khói đau. Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Dạ em chào chị Chất Tường. Chào bạn. Các bạn khán giả ở dưới. Và mời bạn nữ. Dạ em tên là Hồ Thị Kiều, năm nay em 26 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quê Đồng Tháp. Em làm nhân viên văn phòng về xuất nhập khẩu ạ. Nói hơi nhanh chút, vậy giới thiệu bạn nào đó. Dạ em tên là Phạm Minh Thiết, em đến từ Bà Rịa. Em năm nay 30 tuổi, em đang là kỹ sư cơ khí. Đang làm cho công ty xây dựng. Nhưng mà hiện giờ mình làm việc ở đâu, Bà Rịa hay thành phố? Dạ em làm việc ở Tây Ninh vậy ạ, tại vì em đi công trường. Ta nói đi hoài á, đi xây dựng cầu đường này kia nhiều bồ bịch lắm nè. Dân xây dựng bọn em vẫn có những người rất là tốt và hiền lành. Đấy, nhưng bọn em thì quan niệm cũng đi nhiều, biết nhiều và cũng đúc kết được nhiều cái kinh nghiệm. Nói chung gì cũng tùy theo người ha bạn. Có quen nhiều không? Dạ em thì cũng quen nhiều, quen biết nhiều, nhưng mà trên phương diện là bạn bè vậy thôi. Tình yêu thì bao nhiêu? Dạ tình yêu thì em cũng quen cũng vài người, nhưng mà chỉ có một bạn gái, một mối tình thôi. Bao nhiêu lâu? Dạ nó kéo dài khoảng gần 3 năm. Một mối tình dài 3 năm đã chia tay. Rồi bạn gái. Kiều có thích bạn trai làm cơ khí xây dựng không? Dạ nếu mà anh làm cái ngành gì cũng được, nhưng mà quan trọng là cái tính trung thủy của anh. Nếu mà anh trung thủy thì anh đi nhiều, nhưng mà anh vẫn nhớ tới em thì được. Mình giới thiệu về mình một chút, về mình có những điểm mạnh, điểm yếu gì? Dạ điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, nhưng mà ngon hay không thì còn tùy vào người ăn. Có tầm biết nấu là được rồi. Dạ với lại em khá nhiệt tình, với lại sống vì gia đình nhiều. Còn khuyết điểm của mình? Dạ khuyết điểm của em là em hơi nóng tính một chút, nói chung mà cũng khá nóng á. Với lại tính tình hơi thất thường khi nắng khi mưa. Bạn cũng rất là dễ thương đó. Mình tại sao mình lại chưa có ai đeo đuổi trong thời điểm này hả? Dạ chắc là cũng do môi trường làm việc của em nữa. Tại vì em làm chứng từ thì tối ngày chỉ ngồi văn phòng rồi cũng là cứ đối diện với máy tính, với chứng từ thôi, giấy tờ thôi, chứ không có cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Với lại em cũng ít đi chơi. Trước giờ bạn có mấy mối tình rồi? Dạ có một mối tình hồi sinh viên ạ. Vậy chia tay lâu rồi? Dạ bao lâu? Chia tay chắc cũng 5-6 năm rồi chị. Như bạn nữ bây giờ á, là bạn muốn cái người yêu của mình như thế nào? Bạn có thể diễn tả có giống bên đây không? Dạ em muốn là cái anh đó về ngoại hình là anh phải cao một chút, khoảng 1m7. Bên đó cao nhiều? Dạ cũng gần gần đó chị. Rồi ngoài chị cao ra gì nữa? Rồi ăn mặc thì phải gọn gàng sạch sẽ. Sạch không? Linh hửi hửi dùm nghe có mùi vậy. Minh Linh cũng được. Cũng được. Dạ về tính tình thì anh phải chuẩn chạc, là một người biết lo cho gia đình, với lại quan tâm người yêu. Những điểm nào bạn không thích về người bạn trai? Dạ em không thích là bạn trai lùn, bụng phệ, hói đầu. Lùn, bụng phệ, hói đầu. Cái này thường thường là anh Linh anh hay qua lắm, mình phải qua trước. Dạ. Anh nghe cái từ mà ai không thích hói đầu anh ghét lắm. Chào chị. Lùn có lùn, bụng phệ có phệ, bụng phệ. Hói đầu có hói đầu. Hói đầu chết rồi. Được cái có má lúng đồng tiền dễ thương nè. Bạn muốn bạn gái là cái mẫu người như thế nào? Dạ thì em cũng không yêu cầu vì gì nhiều. Thì bạn gái của em thì có nét gì đấy dịu dàng, nữ tính, rồi biết lo cho gia đình, nói chung là sống với lại cộng đồng, rồi cũng hòa nhã, rồi có hiếu với ba mẹ. Vậy là được rồi. Dạ có điểm nào không thích ở người phụ nữ không? Em không thích chính diện, nhưng mà không biết cách làm đẹp cho chính mình đấy. Coi như làm đẹp mà không có đẹp hơn, làm đẹp mà không đẹp mà còn xấu hơn nữa. Cái đó cũng bi kịch lắm. Bản thân mình thì mình thấy là mình có khuyết điểm gì không? Dạ em thì khuyết điểm thì nếu tới khuyết điểm chắc là cũng phải nhiều.
Tại vì khuyết điểm của em là thứ nhất, cái điều mà quan trọng nhất là em hay quên tên cái người mà lần đầu tiên mới gặp ấy. Nãy giờ nhớ biết bên đây tên gì không? Em thì em nghe là tên Kiều. À, dạ. Cũng quên nha. Tại vì đây ấn tượng quá nên là em khó quên. Rồi, gì nữa? Với lại em thì cái khuyết điểm thì nhiều lúc mình thật thà quá là làm cho mình cái khuyết điểm. Nó vừa là sở trường nhưng mà vừa là khuyết điểm luôn. Thôi được, cơ bản là thấy được rồi đó. Mà không biết bên đây thấy được hay không chứ Tường là thấy được rồi đó. Những cái yêu cầu em đưa ra thì thấy hoàn toàn là ngược lại hết á. Thì thấy được. Không thích người lùng hói đầu. Không thể nữa. Bụng phệ nữa. Dạ tại vì thấy không thích là không thích thôi anh. Người ta thường nói là ghét của nào trời trao của đó đó. Thí dụ lỡ yêu gặp cái người vậy rồi sao? Dạ tới đó cô không biết nữa, chắc kêu anh đi mua thuốc ngọc tóc luôn. Rồi anh bên đây dễ thương lắm nha. Đấy, chuẩn bị đi. Hôm nay mình đi có người thân nào đi theo ủng hộ mình dạ, không? Dạ có, em gái ạ. À, chào em. Dạ em chào cô Cát Tường và chú Yên Linh ạ. À, bình thường chị có kén lắm không mà sao chưa có bạn trai vậy? 5 năm rồi. Dạ chị rất là kén luôn. Dạ có nhiều người theo đuổi mà là chị không chịu. Ồ, có nhiều người theo đuổi lắm hả? Dạ. Nhưng theo em thì chị em chịu anh này không? Chắc là chịu. Bạn trai có đi chơi với người thân không? Dạ không anh, tại vì em cũng sắp xếp có người thân đi nhưng mà do là bận quá nên là không ai đi. Bây giờ mình sẽ có 2 phút gặp nhau nha. Dạ. Thôi kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Anh tặng em bó hoa. Dạ cảm ơn anh ạ. Em có rung không? Dạ hơi rung. À thì anh nghĩ là với là một cái khán phòng như thế này thì anh cũng rung nên không phải em đâu, nên bình dạ. thường đi. Anh sẽ hỏi trước nha. Dạ. À thì em quan niệm thế nào về tình yêu và gia đình? Về tình yêu thì em nghĩ là yêu nhau là phải nghĩ tới tương lai và phải đặc biệt phải chung thủy. Còn về gia đình là mình sống là phải sống vì gia đình, quan nói chung là cái gì cũng phải nghĩ tới gia đình hết, tại vì gia đình là một cái nền tảng như là một cái chỗ dựa cho mình. Em có thích mạo hiểm không? Dạ không, em sợ, em nhát á. Anh có thế này nha, nếu mà trong công việc anh ấy dạ. thì anh đang có công việc cố định nhưng dạ. đến một cái lúc nào đấy thì anh như người chồng của em đi dạ. và sẽ là có nói chung bỏ ngang ở đấy để tạo một cái gì đó, cái bước gì riêng cho mình dạ. thì em có sẵn sàng đi theo để ủng hộ hay là cổ vũ không? Thì như anh nói thì em thấy nếu mà cái đó là một cái chí hướng của anh thì dĩ nhiên nếu mà đã yêu anh thì phải ủng hộ anh chứ. Cái đó là cũng mạo hiểm đấy. Như là có thể được mà có thể mất hết á. Dĩ nhiên là phải ủng hộ rồi. À rồi. Tại vì em cũng thích một người có chí hướng. Ừ. Như anh nói là anh làm ở Tây Ninh như vậy á. Rồi nếu mà quen nhau thì anh có thường về Sài Gòn không hay là anh làm ở Tây Ninh rồi ở đó luôn không có về? Anh thì đi theo công trình nhưng mà có việc thì anh vẫn bố trí rồi về. Thầy cảm nhận gì trong đôi mắt của nhau? Anh, có chút gì đó tình yêu chưa? Anh nói câu cuối nha. Dạ. Anh thì chắc có vẻ là anh dân công trường thì anh là một chàng trai rất là khô khan trong tình cảm lắm. Nhưng mà nếu mà yêu em ấy dạ. thì anh hứa là sẽ cảm ơn vun đắp cho tình yêu của mình là mãi là bền vững. Dạ. Còn bạn nữ hứa gì với bạn trai đi? Dạ thì nếu mà em với anh có yêu nhau á thì anh có đi đâu chăng nữa thì cũng phải nhớ là em ở nhà luôn sẽ chờ anh. À. Trời ơi. Hay quá. Bây giờ hát một bài gì đó tặng nhau đi. Vậy thì anh hát một khúc trong cái bài Tình Em Là Đại Dương của ca sĩ nhạc sĩ Duy Mạnh. Yeah. Từng con sóng xô ngoài khơi, từng cánh chim bay thấp thoáng, bước đi trong tiếng sóng gửi cho ta về những kỷ niệm ngày xưa. Mỗi khi hoàn hôn mình lại cùng ra đây quăng quýt bên nhau, cùng với sóng với gió ta đã hòa chung tiếng ca. Rồi hợp rồi đó, hai người song ca ấn tượng lắm á. Bằng nhau. Bằng nhau. Cái đó chúng ta là sẽ có ba tiếng đếm để quyết định xem đồng ý hẹn hò hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Như vậy là chúng ta đã hẹn hò với nhau sau những giây phút trao đổi và nhìn thẳng vào mắt nhau. Nắm tay nhau.
cảm thấy thế nào? Dạ tay lạnh nhưng mà trong đấy ấm. Tay lạnh mà về Đồng Tháp đẹp đấy các bạn nha. Đồng Tháp hay lắm, Tháp 10 đẹp nhất bông sen đấy. Đây gửi tặng các bạn những cái chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có không gian thật là lãng mạn. Để tặng các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ cảm ơn. Thôi anh chị. Nào nắm tay nhau đưa đi xem phim. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xem họ có cũng đồng cảm với nhau hay không. Hả Mang?